Kính chào quý vị khán giả, Lê Thảo rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, vụ việc diễn viên Lan Ngọc bức xúc vì một số vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm đã tạo ra những ý kiến trái chiều. Vậy cần lưu ý điều gì khi ký hợp đồng bảo hiểm? Sau đây là thông tin chi tiết. Chị Phạm Hoa, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ từng mua bảo hiểm được 2 năm nhưng sau đó đã phải đề nghị hủy hợp đồng Nguyên nhân là do khi nằm viện có giấy xác nhận của bệnh viện, nhưng khi nộp yêu cầu chi trả thì công ty đòi hỏi rất nhiều giấy tờ thủ tục, có những giấy tờ khó mà kiếm được. Trong khi đó, bà NTL Ngụ Hà Tĩnh cho biết, đến nay các hợp đồng bảo hiểm không gây phiền toái gì mà được công ty chăm sóc chu đáo. Tiến sĩ Hằng Nga, giảng viên khoa luật kinh tế trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định khi mua bảo hiểm, người mua cần chú ý tìm hiểu để am hiểu về bảo hiểm, về nhu cầu của mình để lựa chọn sản phẩm bảo hiểm trên vô vàng sản phẩm bảo hiểm của nhiều công ty bảo hiểm trên thị trường. Tiếp theo, phải chọn tư vấn viên, đại lý bảo hiểm có tâm. Những người này cần đứng từ góc nhìn của khách hàng và tư vấn hết tất cả khía cạnh, đưa ra được hết tất cả ưu điểm, nhược điểm của các sản phẩm bảo hiểm để khách hàng có cảm nhận an tâm và không có cảm giác bị đánh tráo khái niệm, không có cảm giác bị lừa. Trên thực tế, các tranh chấp bảo hiểm xảy ra nhiều nhất liên quan đến việc chi trả bồi thường bảo hiểm trong đó có nhiều trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm từ chối chi trả cho khách hàng. Chuyên gia bảo hiểm Lê Thị Kim Ngân nhận định, việc từ chối chi trả bồi thường ngoài lý do sự kiện bảo hiểm rơi vào điều khoản loại trừ thì nguyên nhân có thể liên quan đến việc khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực, khai báo cập nhật thông tin. Điều này một phần có liên quan đến những vi phạm về nghiệp vụ của tư vấn viên như cố tình tư vấn sai, giả mạo chữ ký khách hàng, làm giả thông tin khách hàng. Luật sư Lê Nguyên Hòa, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Công ty bảo hiểm cần yêu cầu tư vấn viên lưu file ghi âm nội dung tư vấn với khách hàng. Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp phải thực hiện đúng đầy đủ các nhiệm vụ của mình theo quy định. Việc chăm sóc khách hàng sau dịch vụ là không thể thiếu để giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe kèm theo. Để đảm bảo quyền lợi của mình, phía khách hàng cần tìm hiểu kỹ về bảo hiểm nhân thọ. Đồng thời, phía doanh nghiệp bảo hiểm cũng cần phải chú trọng việc đào tạo tư vấn viên nhằm đáp ứng đúng quyền lợi của khách hàng bảo vệ uy tín của doanh nghiệp